ngồi trên con Lamborghini. Chân đi dép đi vào ba bởi vì là thế nó mới chất. Không nghe máy đâu thôi đừng co bởi vì bọn anh đang đi thì bọn anh nhà quê làm vì nghệ thuật và cả VND. Không phải bất cần như ông Phúc Xích Lô, đốt chất của ung dụ mà bọn anh vẫn ngầu. Sau ba vòng thi thì người anh như xúc xích khô. Đổi lại nói chung chung thì đội anh đang dẫn đầu. Ngày hôm nay như club kia đấy là tin thật. Bọn anh đốt tóc như mấy thanh niên trong phim Nhật. Sẽ đến cho bố tu order một con bít tim cật. Còn mấy con chó trên ô tô đang xin gần. Thế nên là vỗ tay luôn, không thì nhà em sáng nhất. Đêm nay em đưa theo crush, không thì nhờ anh bị đàn mất. Ok anh trông hơi lúa nhưng mà nhà anh vào bán đất. Thế kia bọn anh hơi biết phòng khoáng, nhưng khoáng ở đây là khoáng trước. Yeah yeah. Giặt chai đang trong xóm đi vào, giặt sang một bên.